Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình có check uh, một ít côn mình thì uh, có bạn uh, Nguyễn Dương Việt Hoàng. Bạn bảo là chỉ cài uh, chỉ cách cài mốt. Ok. Thì hôm nay mình sẽ uh, gọi là tiện thể mình sẽ giới thiệu luôn với kênh của mình nhé. Các bạn uh, muốn xem cái series nào thì các bạn nên vào cái danh sách phát này. Thì mình đã làm tất cả các cái series mà nó đều có chữ uh, vào uh, gọi là riêng. Ví dụ bản mốt đắc bản uh, Wetland này là mình sẽ làm riêng Ok thì bây giờ mình sẽ vào luôn cái phần chính đó là hướng dẫn cái cách cài mốt Thì đầu tiên để các bạn muốn tìm được đến cái à, hướng Các bạn có thể cài được cái mốt này thì các bạn có thể vào cái Google nhé. Google uh, các bạn tìm chữ uh, uh, The Wetland. The Wetland đúng không Đây uh, Mốt 7 day to die Đây nó có luôn đấy thì các bạn có thể tìm được đến cái trang web của 7daythuai mốt luôn đấy nhưng mình tải thì mình sẽ tải ở cái trang này ở đây nó có một số trang khác nhưng mình sẽ tải ở cái trang này đấy ok thì ở trong cái bản mốt này để mà chơi được thì các bạn cần phải tải bốn cái bản mốt phụ này đấy và cùng với cả cái bản mốt chính thì để cho nó dễ thì các bạn có thể kích vào cái chữ dịch tiếng việt này nhá hoặc là kích vào cái dấu này để cho nó dịch ra tiếng Việt, không mình kích vào khoảng trống, chuột phải khoảng sống để uh, dịch ra tiếng Việt. thì uh, thường mình uh, muốn chơi một cái mốt nào đó thì mình sẽ tìm hiểu cái bản mốt này nó có những cái gì đấy. thì uh, hiện tại thì cái bản mốt này mình thấy mình chơi với mình cũng khá hợp lý vì nó giữ nguyên được cái uh, gọi là cái cốt uh, chuyện của game ấy, Nó giữ nguyên được các thứ, nó chỉ thêm uh, thêm đây nó có thêm ở đây nó có thêm súng ống này, uh, những cái súng ống nó trông nó có vẻ nó thật hơn Đấy, những cái đồ nó gọi là trông nó cũng khá là <laughs> chất Đấy, có thêm súng ống và thêm những cái con uh, quái vật và những cái bọn cướp Đây, bọn cướp đây uh, Thêm những cái con quái vật mua tuần mua tiếc, đeo đầu lâu đầu điếc, cũng rất là ghê Đấy, nói chung là Và thêm cái nó gọi là con Zumbi nó có nhiễm phóng xạ nhá Khi mà mình bị nó đánh hay gì đấy thì mình sẽ bị, uh, uh, gọi là, nhiễm phóng xạ, bị bệnh luôn Đấy thì đây nó cũng hướng dẫn là cài đặt ở thư mục uh, 7 đây to die mốt đó là thư mục mình chơi game ấy và tất cả các mốt được uh, đây này tất cả cái muốn muốn chơi được thì các bạn cần phải tắt cái EAC đi phải tắt đi đấy thì mình sẽ tẹo nữa mình sẽ hướng dẫn cái tách uh, cái tắt EAC và các bạn uh, phải tải đủ bốn cái mốt phụ và cái bản mốt phiên bản uh, cả mốt và cả cái map luôn đây thì cái bản mốt và map nó ở dưới này luôn Thì các bạn có thể tải ở đây Nhưng mà để mà dễ nhất Thì mình sẽ tạo ra một cái thư mục mốt Và các bạn chỉ cần cóp vào thư mục của game là các bạn chơi được luôn Là nó sẽ dễ hơn Còn như như vào đây là mình sẽ tải vào này Ở trong cái mốt 7 đây thì mốt wetland này thì mình đã tải về đây Là những cái yêu cầu của bản mốt đây Nó sẽ gồm uh, 4 cái mốt phụ và cái mốt chính Mốt chính là cái mốt này Đấy mốt chính này thì gồm có cái mốt và map Nhưng mà cái này là mình phải copy ra ngoài copy ra ngoài này này, đấy, copy để mình không sẽ phải sửa cái mốt này đi và copy cái map vào phần phần map riêng nhưng mà để mà dễ nhất cho các bạn thì mình sẽ tạo ra một cái thư mục mốt đây, cái thư mục mốt này các bạn chỉ cần copy cái thư mục mốt này vào thư mục của game là xong là các bạn có thể chơi được luôn cái mốt này. đấy mình sẽ làm coi như, coi như mình làm thay luôn cho các bạn để nhiều bạn mà bạn chưa quen ấy, thì các bạn sẽ rất là khó để các bạn làm được. ok thì à, khi mà mình tải về thì các bạn À muốn tìm cái game của mình ở đâu thì các bạn vào cái Steam. chọn vào polo safety này open file location này các bạn chọn đến cái phần Steam app đây các bạn chọn common và tất cả các tự game ở trong cái Steam nó sẽ cài ra ở đây nhé các bạn thì các bạn chọn vào bảy đây to đai ở trong một con game cơ bản khi các bạn chưa cài mốt thì nó sẽ không có gì và mình sẽ update cái mốt vào đây đó khi mà pet được cái mốt này xong là các bạn sẽ chơi là, chơi được luôn cái bản mốt này tiểu nữa mình sẽ vào game luôn để cho các bạn test thử luôn là nó có ok không đấy khi mà copy chờ mình chờ copy xong rồi nhá à, để các bạn à, có thể chơi được cái bản mốt này nó chuẩn thì các bạn phải tắt cái EAC đi thì các bạn vào cái 7 đây launcher này nhá chứ không phải là 7 đây thu đai EXE đâu và các bạn vào đây này để các bạn cài đặt đây ví dụ như là nếu mà mặc định nó sẽ để cái EAC này nó đánh dấu V thì các bạn tắt đi. Đấy, thế là xong. Đấy và các bạn sẽ vào game. Đấy, thì hiện tại thì mình có ở trong nhóm Discord ấy thì mình có một cái nhóm riêng cho cái game 7 đây này. Nếu mà anh em nào mà thích giao lưu hoặc là thích uh, cài uh, tải mốt, cài mốt hoặc là cần uh, gọi là hướng dẫn hay là những cái gì đấy liên quan đến cái tựa game này thì các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Discord này để tìm uh, chơi các cái server với nhau anh em kết nối thì mình có tạo riêng một cái nhóm bảy đây này để uh, mọi người có thể vào đây về tải mốt ở đây mình cũng chia sẻ cái bộ mốt Darklet bản 22.2 này đấy thì các bạn có thể vào đây và mình sẽ up thêm một cái bản mốt uh, thêm một cái mốt uh, mình vừa uh, vừa hướng dẫn cho các bạn ấy bản mốt uh, The đấy Đấy, thì mình sẽ cũng uh, uh, cập nhật ở trong đây thì để cho anh em nào mà muốn chơi những con mốt thì các bạn có thể vào đây và ở đây nó cũng có đầy đủ các cái uh, link clip uh, hướng dẫn của của mình về cái tựa game hoặc là anh em có thể hỏi trực tiếp. Ok, khi mà cóp xong ở cái phần Wetman Map này thì các bạn uh, copy toàn bộ copy toàn bộ vào cái thư mục của game uh, ở mục data nhé. Đây mình sẽ vào đây là mình sẽ vào Steam này. Nói chung là Steam app Common 7 đây Thì ở cái mục data này nó có cái phần uh, World đấy Thế giới ấy, thì các bạn có thể vào đây các bạn copy uh, Toàn bộ cái uh, thư mục mình uh, Cái map mình đã chọn Đấy, Vào đây Hiện tại thì mình đang chơi ở cái Redland 8K1 này Nói chung là nó có 9 cái map gì đấy Thì các bạn có thể uh, chơi cái map nào cũng được Có thể chơi giống mình cũng được Đấy thì các cái map nó đều giống nếu mà chơi giống mình thì là nó sẽ đi giống giống mình các bạn có thể xem clip và các bạn có thể <laughs> rút được kinh nghiệm hơn đấy ít nhất là có một người gọi là hoa tiêu đi trước rồi khi các bạn copy cái này xong và vào game là sẽ chơi được ok đây bảy đây tu dai thì bây giờ mình sẽ vào luôn cái, cái game mình chơi đấy xem là nó mốt nó có bị lỗi lầm gì không Đấy. Nói chung là phải chạy đàng hoàng các thứ vào chuẩn chỉ. Ok. Vùng đất bị bỏ hoang. <laughs> tên tên của mốt nó như vậy. Thì cái series này mình cũng đã làm được 3 clip rồi. Hiện tại thì mình chơi cũng được uh, uh, 7 8 giây rồi nhưng mà mình chưa ra được clip các bạn, mất thời gian mình biên tập lại, phải cắt xén đi để cho nó ngắn đi, bởi vì cái thời gian mình chơi nó sẽ lâu hơn là cái thời gian mình làm clip, clip nó chỉ ngắn thôi, anh em xem nó sẽ dễ và hai là mọi người có xem clip thì mọi người cho mình xin một like ủng hộ kênh hoặc là có cái gì đóng góp mà khi mình làm nó chưa được ok ấy, thì các bạn uh, tự nhận đấy như thế này là được nha các bạn đấy thì các bạn có thể vào tạo lưu game ở trong đây là là xong đấy ok chỉ cần vào được cái đây là là chọn rồi mình sẽ quýt ra đấy uh, hiện tại thì uh, uh, cái kênh của mình nó cũng uh, làm được một thời gian nhưng mà mình uh, thiên về những cái tựa game gọi là sinh tồn ở đây mình có làm đa số mình làm về một số cái game khác nhưng mà mình sẽ làm về gọi là game sinh tồn là chính ở đây nó có đây đa số là những cái tựa game có một số cái series nó cũng hoàn thành rồi thì cái uh, uh, The Westland này thì mình cũng sẽ hoàn thành và uh, sau là, sau mình sẽ làm những cái series gọi là uh, gọi là trên hát đấy các bạn hiện tại thì ở trên thế giới thì cũng gần như là không có người nào người ta làm về cái mốt 7 đắc đét phô mà gọi là chơi cái chế độ khó nhất người ta chơi ở chế độ gọi bình thường cũng là khó khăn rồi thì mình sẽ kênh của mình là mình sẽ làm những cái chế độ trên hát à, gọi là gần như là để ít ít người người ta làm thì mình sẽ làm bởi vì là có rất nhiều anh em gọi là chơi cái game này kiểu theo kiểu funny rồi ấy, thì mình thích là mình sẽ chơi theo kiểu game một mạng thôi thì à, sắp tới mình sẽ ra cái series gọi là game à, những tự game sinh tồn nhưng mà chỉ có một mạng duy nhất thôi để cho nó chuẩn sinh tồn chết một cái coi như là end game luôn đấy cho nên là chơi phải tỉ mỉ cẩn thận nhé các bạn thì hiện tại thì kể cả, cả cái bản dự webnet này thì mình cũng đang hướng tới là mình sẽ chơi một mạng thôi. Cố gắng là mình sẽ sinh tồn, chỉ sợ gặp cướp mà chẳng may bị nó bắn thì thôi mình phải chấp nhận. Đấy thì mình cũng cố gắng mình sẽ làm uh, thể loại game sinh tồn theo kiểu là sinh tồn chỉ có một mạng duy nhất uh, để anh em xem cho nó thay đổi và nó đúng thực sự gọi là game sinh tồn, chuẩn chỉ game sinh tồn. Đấy chứ mình mình không thích theo làm theo cái phong cách mà gọi là funny vui vẻ quá bởi vì là thực ra có rất nhiều anh em người người ta đã làm thành công rồi. Uh, mình muốn là mình đi theo một con đường riêng và uh, thực sự muốn để cho các bạn uh, cảm giác trải nghiệm đúng theo kiểu game sinh tồn uh, gọi là giống như ngoài đời thực ấy. Đấy, mình chơi mình sẽ nói chung là phải cẩn thận từng đi từng tí và mình cũng là nhập vai vào một cái gọi là nhân vật đó là lính đặc chủng rồi đúng không? ví dụ như như thế rồi thì mình sẽ uh, gọi là có kỹ năng rồi thì mình sẽ chơi theo cách đấy. Uh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giờ phút này anh em hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút like và subscribe nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất hoặc mọi đóng góp thì cho dù đúng dù sai thì mình cũng đều ghi nhận nhé cho nên là anh em có xem và có thấy cái gì gọi là nó chưa được hài lòng thì rất mong anh em sẽ côn mình để mình cố gắng mình sẽ phát triển cái kênh nó tốt hơn chào tạm biệt